Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Nếu cô chú các anh chị và các bạn là người mới đến xem giá lúa gạo hôm nay, nhớ để lại một lượt đăng ký, một lượt like, ấn vào cái chuông để cô chú các anh chị và các bạn luôn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải trí miền Tây phát hành video mới. Giá lúa gạo hôm nay thứ hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024, giá lúa gạo ngay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long không có biến động trong tuần qua. Giá lúa gạo đồng loạt tăng từ 100 đến 500 đồng trên 1 kg. Theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, lúa OM18 ở mức 7.800 đến 8.000 đồng trên 1 kg, OM5451 7.600 đến 7.800 đồng trên 1 kg. Ghi nhận tại các địa phương hôm nay duy trì ổn định, các loại lúa đi ngang kho hỏi mua lúa khô nhiều, giao dịch ổn định. Trong tuần qua, giá lúa các loại điều chỉnh tăng từ 100 đến 300 đồng trên 1 kg lúa về ít. Nông dân chào giá lúa tăng so với cuối tuần trước. Hiện vụ lúa đông xuân tại hầu hết các địa phương đã đi vào cuối vụ. Tại Cần Thơ, nhiều thương lái bắt đầu mua lúa non vụ hè thu với mức giá khá cao. Trên thị trường gạo, giá gạo hôm nay giữ ổn định liên ngang so với hôm qua. Trong tuần qua, giá gạo các loại đồng loạt tăng, trong đó tăng mạnh nhất là loại gạo thành phẩm IR504 với mức 500 đồng trên 1 kg, gạo nguyên liệu 400 đồng đến 450 đồng trên 1 kg. Các loại phụ phẩm như tấm cám cũng tăng 350 đến 400 đồng trên 1 kg. Giá lúa gạo hôm nay từng địa phương như sau. Giá lúa ở Kiên Giang XT21 9.600 đến 10.000 trên 1 kg, IR50404 7.200 đến 7.400 đồng trên 1 kg, Đại Thơm 8 8.000 đến 8.400 đồng trên 1 kg, OM18 8.000 đến 8.500 đồng trên 1 kg, OM5451 7.700 đến 7.900 đồng trên 1 kg, Nàng Hoa Chín 7.800 đến 8.000 đồng trên 1 kg, VD20 8.300 đến 8.500 đồng trên 1 kg, Tài Nguyên 7.600 đến 7.900 đồng trên 1 kg, XT24 XT25 9.600 đến 10.000 đồng trên 1 kg, RVT 8.300 đến 8.500 đồng trên 1 kg, lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng trên 1 kg, Zmin 7.800 đến 8.000 đồng trên 1 kg. Giá lúa ở An Giang OM5451 7.700 đến 7.900 đồng trên 1 kg, Nàng Hoa Chín 7.800 đến 8.000 đồng trên 1 kg, Đại Thơm 8 8.000 đến 8.400 đồng trên 1 kg, OM18 8.000 đến 8.400 đồng trên 1 kg, IR504 7.200 đến 7.400 đồng trên 1 kg, MNL202 7.700 đến 7.900 đồng trên 1 kg, Nếp khô Long An 9.000 đến 9.200 đồng trên 1 kg, Nếp tươi Long An 7.900 đến 8.200 đồng trên 1 kg, Nếp tươi An Giang 7.700 đến 8.000 đồng trên 1 kg, gạo nguyên liệu IR504 10.000 đến 10.100 đồng trên 1 kg, tấm IR50404 10.200 đến 10.300 đồng trên 1 kg, cám khô 4.700 đến 4.800 đồng trên 1 kg. Tiếp theo là tình hình giá lúa ở Cà Mau và giá lúa ở Bạc Liêu như sau. OM34 7.400 đến 7.600 đồng trên 1 kg, OM5451 7.700 đến 7.900 đồng trên 1 kg, OM18 8.000 đến 8.400 đồng trên 1 kg, RVT 8.200 đến 8.400 đồng trên 1 kg, Đại Thơm 8 8.000 đến 8.400 đồng trên 1 kg, XT21 9.800 đến 10.000 trên 1 kg, IR50404 7.200 đến 7.400 đồng trên 1 kg. Giá lúa Nàng Hoa Chín 7.700 đến 7.900 đồng trên 1 kg, RVT 8.200 đến 8.500 đồng trên 1 kg, XT24 XT25 9.800 đến 10.000 trên 1 kg, OM380 7.400 đến 7.600 đồng trên 1 kg. Giá lúa tại Sóc Trăng và Tiền Giang IR50404 7.200 đến 7.400 đồng trên 1 kg, OM18 8.000 đến 8.300 đồng trên 1 kg, OM380 7.300 đến 7.600 đồng trên 1 kg, OM34 7.400 đến 7.600 đồng trên 1 kg, Đại Thơm 8 8.000 đến 8.300 đồng trên 1 kg, OM5451 7.700 đến 7.900 đồng trên 1 kg.
Lúa tài nguyên 7.700 đến 8.000 đồng trên 1 kg, RBT 8.300 đến 8.500 đồng trên 1 kg, lúa Nhật 7.700 đến 8.000 đồng trên 1 kg, ST24, ST25 9.800 đến 10.000 đồng trên 1 kg, nàng hoa 7.700 đến 7.900 đồng trên 1 kg. Giá lúa tại Trà Vinh và Vĩnh Long IR50404 7.200 đến 7.400 đồng trên 1 kg, OM18 8.000 đến 8.400 đồng trên 1 kg, OM5451 7.700 đến 7.900 đồng trên 1 kg, Sabonica 7.700 đến 7.900 đồng trên 1 kg, OM380 7.400 đến 7.600 đồng trên 1 kg, lúa Nhật 7.700 đến 7.900 đồng trên 1 kg, hàng hoa 7.700 đến 8.000 đồng trên 1 kg. Giá lúa tại Cần Thơ và Hậu Giang IR50404 7.200 đến 7.400 đồng trên 1 kg, OM18 8.000 đến 8.400 đồng trên 1 kg, OM5451 7.700 đến 7.900 đồng trên 1 kg, Đài Thông 8 8.000 đến 8.400 đồng trên 1 kg, RBT 8.200 đến 8.500 đồng trên 1 kg, ST21 9.600 đến 9.800 đồng trên 1 kg, giá lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng trên 1 kg, Japonica 7.800 đến 8.000 đồng trên 1 kg, Zmin 7.700 đến 7.900 đồng trên 1 kg, OM34 7.400 đến 7.600 đồng trên 1 kg, nàng hoa 7.800 đến 8.000 đồng trên 1 kg. Giá lúa tại Đồng Tháp và Long An OM18 8.000 đến 8.500 đồng trên 1 kg, OM5451 7.800 đến 8.000 đồng trên 1 kg, Đại Thơm 8 8.000 đến 8.500 đồng trên 1 kg, IR50404 7.200 đến 7.400 đồng trên 1 kg, OM380 7.400 đến 7.600 đồng trên 1 kg, MNL202 7.800 đến 8.000 đồng trên 1 kg, Nếp Tươi 7.900 đến 9.100 đồng trên 1 kg, Zmin 7.700 đến 7.900 đồng trên 1 kg, ST24, ST25 9.700 đến 10.000 đồng trên 1 kg, nàng hoa chín 7.800 đến 8.000 đồng trên 1 kg, OM34 7.200 đến 7.400 đồng trên 1 kg, OM1352 7.400 đến 7.600 đồng trên 1 kg. Giá lúa tại Tây Ninh nàng hoa 7.600 đến 7.800 đồng trên 1 kg, IR50404 7.200 đến 7.400 đồng trên 1 kg, Đài Thông 8 7.900 đến 8.100 đồng trên 1 kg, OM1352 7.300 đến 7.500 đồng trên 1 kg, OM5451 7.500 đến 7.800 đồng trên 1 kg, OM380 7.200 đến 7.500 đồng trên 1 kg, OM34 7.400 đến 7.600 đồng trên 1 kg, OM18 7.900 đến 8.100 đồng trên 1 kg. Giá gạo tại các chợ lẻ: gạo nàng hoa chín 19.500 đồng trên 1 kg, gạo nàng nhen 26.000 đồng 1 kg, Zmin 17.500 đồng đến 18.000 đồng 1 kg, gạo tẻ thương 12.000 đến 14.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng 1 kg, gạo thơm thái hạt dài 18.000 đến 20.000 trên 1 kg, gạo hương lài 19.500 đồng 1 kg, gạo sóc thương 16.000 đồng đến 17.000 đồng 1 kg, gạo sóc thái 18.500 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng 1 kg, gạo thơm Nhật giá 22.000 đồng 1 kg. Xin chân thành cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian quý báu để xem hết video này. Xin chào.